Hức tốc phía Tây. Dạ, môn này cũng khoái lắm ha Đại. Địa bàn này là địa bàn Ngô Quyền rồi khu vực đường Vĩnh Viễn á, có rất là nhiều cái cửa hiệu hớt tóc lấy tay. Tao nói là buôn có bạn bán có phường đúng không Đại Đình? Dạ, ở đây thì địa bàn bánh canh cua. Dạ, ở đây bán bánh canh cua nhiều tiệm lắm, tùy khẩu vị mỗi người thôi đúng không Đại Đình? Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe, em không có đi hớt tóc lấy tay nha Đại Đình. Dạ thích thì cũng thích lắm nhưng mà sợ, với lại thứ hai nữa là mấy bữa sau nó mọc lông lên nó ngứa mà cố luôn. Nó ngứa dữ lắm. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2024. Đại Đình khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Cả nhà nhớ giữ sức khỏe nha. Dạ. Em đang ở khu vực đường Ngô Quyền nè. Mới ăn bánh canh cua xong, bánh canh cua ở trong chợ Nguyễn Kim Phương á. Đợi bạn anh này em đi mua bánh bía Mỹ Anh đó. Đậu lại tí xíu, mà nghe đang đậu bên kia. Rồi ở chợ thì náo nhiệt vui vui ha, mà hơi ồn, được cái này mất cái kia. Thời buổi này ăn uống bà con cô bác mình nhớ giữ gìn sức khỏe rồi cẩn thận củi lửa, nhiều thứ lắm. Theo dòng thời sự thì chia sẻ cả nhà biết đó là mấy bữa nay cái chuyện mà ung thư đó, năm 2024 chưa hết năm, nhưng mà chỉ một cái trung tâm ung bú ở Sài Gòn thôi là họ đã đưa ra cái con thông số là mình thấy hết hồn luôn đó nha Đại Đình. Chưa hết năm 2024, cái lượt mà đi khám ung thư là 880.000 bệnh nhân. Nhà thấy khủng khiếp ghê không? 880.000 bệnh nhân nha. Anh đi, em đi chào Đại Đình đi. Dạ em chào Đại Gia Đình. Em chào Đại Gia Đình. Dạ, cảm ơn hai cục vàng. 880.000 lượt bệnh nhân khám ung thư ha Đại Đình ha, trong đó phát hiện mới là khoảng 42.000, mà đa số là các tỉnh lên không à Đại Đình, đa số là các tỉnh lên không, vô phần biết nói sao. Nói chung là ăn uống rồi sức khỏe rồi môi trường đủ các kiểu, đương nhiên thì cũng có những cái di truyền nữa. Dạ, mà quan trọng nhất là mình phải cẩn thận. Mà bây giờ biết cái gì cẩn thận bây giờ? Cái gì thì sợ quá trời, có đồ chơi rồi đồ giả nữa. Cảm ơn gái nhiều. Nhiều quá. Cần ngủ quá. Mời Đại Gia Đình đi. Em mời giỏi lắm, gái ngoan. Đại Gia Đình ăn bức dừa. Bức dừa mềm dẻo rất là ngon. Em mời Đại Gia Đình. Không phẩm nào nên là cái này nó không có được cái. Mời bố đi. Bố ăn tự ngon. Bố cảm ơn gái. Gái biết ăn lắm nha bố. Bắt cả thử hết, thích đúng cái vị truyền thống là không có bỏ màu mùi gì hết đó. Ngon á. Tết mình đặt sớm nhưng mà không có. Trước mặt mình là đường 3 tháng 2. Điện đồ chơi, đồ giả thì cả nhà biết rồi. Trung Quốc là một trong những cái nước mà họ cứ giữ sư phụ, pháp sư, thậm chí là họ dạy, không cần dạy nữa, người khác học theo. Từ những năm 80 á, cái nhà biết có cái khái niệm thịt bò giả đã xuất hiện ở Trung Quốc nha Đại Đình. Ban đầu á, chỉ là bơm nước vô cho nó tăng trọng lượng thôi, giống như là con chó hay con heo hay là con vịt vậy đó, giống như làm gan vịt cũng vậy, gan ngỗng á cũng vậy. Dạ. Bây giờ là xuất hiện những cái phụ gia công nghệ tiên tiến làm giả thịt bò quy mô lớn nha Đại Đình. Bây giờ theo những nhà chuyên gia chuyên môn với lại những người bác sĩ người ta chia sẻ cho mình biết á, thì thịt bò làm giả thường thành hai loại. Đầu tiên á là thịt thay thế từ protein hoặc thịt kém chất lượng, có nghĩa là thịt lợn chết, thịt vịt hoặc là các loại thịt giá rẻ sử dụng làm nguyên liệu chính. Người chế biến có thể thêm vào các chất phụ gia như sắc tố, hương liệu và tinh chất thịt để biến chúng thành thịt bò giả. Loại này chỉ có giá trị dinh dưỡng thấp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và chứa nhiều chất độc hại. Loại thứ hai là thịt bò tổng hợp từ Galanti và mỡ bò, sử dụng thịt dụng hoặc là mỡ bò. Mấy cái người gian thương họ sẽ trộn thêm gelatin để làm chất kết dính
và ép thành miếng thịt bò, kết cấu bắt mắt mô phỏng như thịt bò thật, thậm chí là ăn còn ngon hơn thịt bò thật, mềm hơn thịt bò thật. Nghe lại thì các nhà hàng cao cấp thường quảng cáo là Wagyu Nhật Bản bán với giá cao ngất ngưỡng, dù thực tế là sản xuất với giá rẻ mạt. Bà ơi, họ chia sẻ những cái công nghệ mà làm giả thịt bò mà rất là khó phân biệt nha. Mình nhìn bằng mắt thường mình sao phân biệt được, trong khi đó người ta lấy về, người ta chế biến nữa rồi gia vị rồi thì co nữa là làm sao mà biết được, đúng không đại lên? Bây giờ thời buổi máy móc hiện đại rồi, hóa chất kính đưa các loại, đồ giả nó còn ngon hơn đồ thiệt nữa, thấy không, đúng không? Dạ. Là một trong những trường hợp mà cách đây không lâu để chia sẻ cho cả nhà biết, họ công bố vào tháng 9 năm nay tại tỉnh Tứ Xuyên nha đại, cách đây vài tháng thôi, tháng 9 năm nay. Là cái băng nhóm này làm giả là 900 tấn thịt bò giả từ năm 2020 đến năm 2022. 900 tấn nha đại rồi. À, qua Tứ Xuyên Trung Quốc á, thịt bò nhúng giả đó. Ghê thiệt coi chứ. Thua ha. Dạ, mình đang đi ngang qua ngã ba Siêu Vạn Hạnh là đại rồi. Trời ơi, gì mà thấy ghê quá. Biết nói sao giờ đại rồi. Có lẽ giờ thấy con đó mới tin, đúng không? Em có anh bạn ở Texas á, anh ở Cyrax. Kỳ qua Mỹ vừa rồi thì ảnh có cho ở ké mấy hôm. Nè, thịt bò giả nè đại rồi, ghê chưa? Trong vòng mới có 2 năm thôi mà băng nhóm đã chế tạo ra 900 tấn thịt bò giả. Rồi. Cả nhà có nhớ bộ phim Bánh Bao Nhân Thịt Người không? Của Quỳnh Thu Xanh á, 2 phần. Rồi thịt mèo, thịt trộn, rồi bánh bao bê tông, bánh bao giấy cắt tông. Có rất là nhiều vụ nha. Và hầu như khởi xuất từ cái chuyện Trung Quốc ra không à đại rồi. Từ mấy bạn Trung Quốc không à. Nó Trung Hoa anh hùng á đại rồi. Thì đương nhiên cũng có người tốt, nhưng mà cũng có người xấu. Mà cả nhà biết, khi mà con người ta có tri thức mà tâm tà thì thấy bà, đúng không đại rồi. Có tri thức nhưng mà có đạo đức thì nó khác. Nhưng mà lẽ thường cuộc sống này nó ngộ lắm. Có tri thức mà người ta sống trong khuôn khổ đạo đức thì cái trình độ của người ta nó bị giới hạn vô cùng. Tại vì nó giống như là Tề Thiên Đại Thánh trong cái dòng Kim Cô vậy đó. Còn mấy người mà có tri thức nhưng mà tâm họ tà đạo thì lúc đó là họ giỏi theo một cái khía cạnh mà khó ai mà có thể lường trước được. Thiệt, tại vì họ đâu có giới hạn đâu. Giới hạn của họ không nằm ở đạo đức nữa rồi, mà giới hạn của họ là ở cái sức sáng tạo của họ. Tà đạo, tà ma ngoại đạo ở đây nè. Để em nhớ những cái vụ kiện mà những cái vụ mà sự việc mà liên quan tới chuyện giả thực phẩm rồi làm á, thì mình thấy nè, nãy em nói bánh bao, cả nhà có nhớ thì cả nhà có chia sẻ để cho mọi người, người ta cả em để mình biết thêm nhiều chi tiết ha. Bánh bao mà thịt mà từ giấy cắt tông ở đây nè. Đó, bánh bao nhân thịt chuột, rồi bảy mèo. Bảy mèo là mấy cái cô mà hầu như là ở phía Bắc nha, chứ cái này ở phía Nam thì em không thấy, là đi đánh bả mèo ở đây nè. Mấy cô trong cái trang phục là đi lượm rác, ve chai, đồng nát, tới nhà cái khu vực nào mà họ biết là có mèo á, để ý mấy cái bịch rác ở đây nè, chó treo mèo đậy. Nhà cái khu vực nào mà họ treo cái bịch rác lên là mình biết là chỗ đó có mấy con mèo đó, thì người ta sẽ giả bộ đi lượm rác nhưng mà người ta bỏ cái thức ăn đã tẩm cái đồ chơi cho con mèo. Con mèo ăn xong lát hồi lật gọng à, lát hồi 50 phút sau người ta quay lại người ta lượm bỏ vô bịch, rồi người ta làm bỏ vô mấy cái quán tiểu hổ ở đây nè. Dạ, rồi mấy ông nhậu ăn vô thì gián tiếp thôi, đúng không? Đó. Rồi có giai đoạn đó là khô mực ni lông, gạo plastic. Trời ơi, nói chung là dạ đủ kiêu hết nha. Bởi vậy người ta hay gọi Trung Quốc là pháp sư ở đây, nghĩa là làm gì cũng được đó.
cầu đàn, cầu mưa rồi, cầu gió rồi, ôi trời ơi. Giả khu mực nè, rồi họ làm hay, mình không thể nào mình biết được luôn á nha đại nè. Ngày xưa là Trung Quốc là những cái giai đoạn 90-2000, khi mà xe Honda là một cái sản phẩm thương hiệu đắt khách đối với người đòi A Di Đà Phật, lại xe điện nữa. À, má ơi, trời ơi, con thấy đố ai mà biết con sai. Thần của lửa, hy vọng là dĩ hòa dĩ quý nha. Đồ ăn thức uống, đồ ăn thức uống mà bỏ vô miệng mà đâu có đơn giản được đúng không đại đình. Trung Quốc mà nãy em nói những năm 90 cái chiếc xe Honda Dream với lại chiếc Honda Way nó quá nổi tiếng, thậm chí là chiếc Kawasaki Max nó quá nổi tiếng bán chạy á. Thế là Trung Quốc họ làm giả y chang, bán giá 1/3. Dạ. Tại thời điểm đó là xe Supreme bán là 3 mấy triệu, còn xe Trung Quốc là bán 8-9 triệu, xe 10 triệu, 11 triệu là xịn thôi. Mà họ đặt cái tên độc lắm nha đại đình. Xe của người ta là Honda. Bản chơi thêm chữ G vô nữa là Honda. Không có sai đâu. Đó, hay là cái chữ Adidas đó họ đảo chữ lại thôi. Siêu chiêu mà, thế giới mà. Đó. Rồi Long Jin nè, rồi gì nhiều lắm, trời ơi nhiều lắm ha đại đình. Mà công nhận nó rẻ thiệt, nó giống thiệt nhưng mà chạy không giống. Chạy cà giật cà vuột, cà giật cà vuột. Bởi vậy mình thấy giờ thị trường đâu có thấy xe nào của Trung Quốc nhiều nữa đâu, về bến hết trơn rồi. Mà đâu phải Trung Quốc chơi vô đâu, Việt Nam nha, Việt Nam nhập vô á. Em nhớ có một anh bạn, ảnh em xin lỗi, thật là anh khách hàng em thôi, ảnh tên là tên gì thôi không dám nói. Ảnh qua Trung Quốc á, ảnh đặt xe đem chiếc Kawasaki Max ở đây đem qua cái xưởng Trung Quốc làm y chang cái xe đó. Ảnh đặt tên hiệu khác nha đây, ảnh đặt tên hiệu khác, ba chữ ký tự thôi, đặt tên hiệu khác. Bộ đem về thành công vang dội luôn. Tại lúc đó hầu như là bạn nữ nào điều rất là khoái chiếc mắt 1, mắt 2, đặc biệt là mắt 2 màu tím với màu đỏ với màu xanh ngọc và xuất sắc luôn. Mắt 1 là màu trắng với màu đen, và cái yếm á, rồi cái tay lái á, thì nó nói chung là nó cái kiểu của nó khác so với phần còn lại của hãng Honda hay là hãng Suzuki, Yamaha. Còn chiếc Kawasaki á, họ làm chiếc Kawasaki mắt á, thì nó quá đẹp so với nữ. Cái tướng bằng áo dài đi chiếc xe đó có cái rổ, trời ơi beautiful luôn. Nó có giống như là ngồi chiếc Bayxi su xuồng vậy đó. Dạ, Bayxi xuồng vậy đó. Nhưng mà Bayxi xuồng á là nó mắc tiền quá rồi, không phải em nào cũng có được đâu. Trời ơi, thành công gian dội. Ông đem chiếc đó qua Trung Quốc kêu làm y chang đi. Giá thành, đương nhiên là Trung Quốc người ta sẽ hỏi là mình muốn giá thành bao nhiêu. Ví dụ giá thành là 1/3 hay là 1/4 vậy, nó làm được hết y chang, giảm chất lượng là thôi. Bởi vậy nãy em nói cái trình độ họ có, cái tri thức họ có, nhưng cái đạo đức thì quên chuyện đó. Tính sao, lương tâm không bằng lương tháng. Dạ, nó đâu bán thị trường, nó đâu sợ đó. Bây giờ ông thắng vang dội xong, cả nhà biết ông chơi xem xe gì nữa không? Ông chơi thêm chiếc Rebel mà ông quốc chữ Rebel USA. Ông chơi chiếc Rebel có nghĩa là chiếc Honda Rebel á, những kẻ nổi loạn á, chơi Rebel USA. Rồi thêm một chiếc nữa là chiếc gì nữa em quên mất tiêu rồi. Dạ, nhưng mà chiếc đó kỳ đó là nó không thành công, khi mà ông làm Rebel con với lại Rebel cha
béo con cái gì béo cha, không thành công lắm. Nói chung là em không biết nói sao đại đình ơi, còn chuyện thời buổi làm ăn kinh doanh mà nói chuyện đạo đức thì không nói được, khó nói lắm đúng không? Khó nói lắm. Dạ ghê thì cái chứ. Còn những cái đồ ăn giả, thịt bò giả hay là gì á, có đồ chơi hay nước lèo á, bây giờ mình thấy ở Trung Quốc có nước lèo đóng bịch ở đây nên nước lèo đóng bịch rồi, giờ chỉ cần bỏ microwave vô chơi thôi. Thì đôi khi những cái người nào mà phá lấu lục phủ ngũ tạng tốt á thì không nói. Còn đồ lòng xì cá nại, xì cúc á, hậu quá là lòng ăn. Xì cúc á thì nó rất là dễ nguy hiểm ha đại đình ha. Chức năng gan rồi bị đầy hơi, tiêu chảy, viêm dạ dày hoặc là rát dạ dày á đại đình. Thịt bò giả ghê thì có chứ. Bây giờ mình ra ngoài mấy cái tiệm ăn mình thấy ồ sao thịt bò nó ngon quá, nó rẻ quá, người ta lý giải là nó mới vừa ra lò, hay là người ta ướp với thơm hoặc là có cái gì đó diêm sinh hoặc là gì đó thì không biết, đâu biết được đâu. Thậm chí cái người bán người ta không biết đâu nha đại, chỉ có người bỏ, người bỏ đó, người ta nói ồ cái giá nó chênh lệch quá. Mà nó vô tình nó làm luôn cả một cái nền người ta làm ăn chân chính là lên đường luôn. Hồi nãy em có nói là anh bạn em, bạn đó ở Texas á, bạn ấy là gọi là mổ bò có cái số lượng mà nhiều nhất ở Củ Chi. Cái này là báo Củ Chi đăng chứ không phải là bạn ấy nói, và bạn ấy khiêm tốn lắm, không có nói. Dạ, chỉ biết làm thôi. Được thịt bò của cái xưởng của bạn ấy là bán mổ lò nhiều nhất ở Củ Chi luôn. Báo Củ Chi đăng chứ không phải là bạn ấy nói. Đó. Mà bạn ấy nói bây giờ sản lượng nó thích ít rồi, không còn nữa, không còn như xưa nữa. Nghe bây giờ cả nhà thấy ra đường ngoài đường á, mấy cái anh shipper anh chở mấy cái thùng nhỏ đó, nó dày cỡ gang tay nè, dày cỡ nửa gang tay nè, đó, dày cỡ nửa gang tay mà rất là nhiều thùng, đó là trâu Ấn Độ hoặc là cái gì kính thương các loại gì đó. Có thời gian gọi là kêu là bò Campuchia nữa, có nha đại đình. Bò Campuchia là mấy con bò mà người ta nói là đi cho đi rà mìn á. Đó mình đâu biết được đâu. Úi trời ơi, chạy kinh quá. Bây giờ con gái đi đâu? Đi về. Giờ mẹ đi đâu? Takashimaya. Gái đi về. Đi đâu? Rồi em đi đâu? Chạy không vui thế là được. Chạy đường quá. Về ngủ một giấc ha. Không về tôi tự với chị. Với chị hả? Mình đang ở đường Cách Mạng 8 ha. Dạ. Yeah. Con Tô Tượng đi, bố mẹ ôm nhau ngủ. Nãy nó nói bố mẹ có phim đi. Mommy daddy watch movie đi con. Say the speed elite. Chơi với mấy chị đi, chơi vui. Mày, ở
Trời ơi, giờ hôm nay em bay lơ lửng, ôi ông bị trượt té. Bạn nhỏ em cũng may mắn là có được bạn ấy, khi mà bạn ấy cũng khá tinh tế, khi mà bạn ấy học copy cái tính cách của mình ở đây. Mỗi lần mà em đi đi làm hoặc là ra khỏi nhà hoặc là về nhà thì mình cũng đều vái Phật. Dạ. Trong tâm mình có Phật rồi mình vái Phật để cái tâm mình nó bình lặng á. Dạ. Thì mỗi lần mà bạn ấy thấy em đứng vái lại thì bạn ấy không có nói. Cho dù là đang nói cái câu chuyện gì đó giữa chừng thì bạn ấy sẽ ngưng liền. Cái này không có dạy, nghĩa là bạn ấy đang học cái cách tính của mình, học cái cách của mình. Đây con người cũng là một cái loài động vật mà, nó chỉ là động vật bậc cao với ý thức thôi. Nên thử ra nó sẽ copy. Bởi vậy người xưa ta nói câu là có tướng phu thê. Lý do là hai vợ chồng sống nhà, ở nhau, ra vô sớm tối thấy nhau, ngày 7 đêm 3 thấy nhau đó. Nên thử ra cái chuyện mà phát triển á, cái khuôn mặt á, cái nhân dáng á, nó cũng tựa giao với lại con người ta có cái sự ghi nhớ trong đầu ở đây. Nó giống như là mê cung kiết vậy đó. Dạ. Yeah. Bởi vậy cố gắng vợ chồng nói chuyện với nhau, người này nói người kia im, người kia im thì người này nói đó. Để vui vẻ vui cửa vui nhà thì mình vui cửa vui vẻ như nhà cho mình thôi chứ cho ai đâu, đúng không đại nè. À, đây là ngã tư Nguyễn Thái Học với lại đường Phạm Ngũ Lão. 12:23 buổi trưa rồi. Dạ, chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng rồi nghỉ ngơi. Ở nước ngoài thì không có nghỉ trưa. Dạ. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Hân Điện đi, chào Đại Đình đi. Chào đại gia đình, chúc đại gia đình mình khỏe, yêu thương nhau, kiều quá. I love you. Cảm ơn đại gia đình.